Nếu bạn có nhu cầu mặc refi, thử vàng mai, chất lượng, uy tín, giá rẻ, hãy đến với shopwoodkit.vn. Đường link thì kết để dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nhé. Hello hello, xin chào mọi người nha. Mình là Kit đây và chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nè. Thì hôm nay Kit sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách ném bom keo thật là nhanh nha, nhanh nhất luôn. Và trước khi mà vào hướng dẫn thì các bạn cho Kit đưa lời xin lỗi đến tất cả mọi người nha, bởi vì Kit hứa với các bạn là chỉ cho các bạn đó ném bom keo nhanh từ tuần trước rồi, nhưng mà hôm nay Kit mới làm được. Bởi vì các bạn biết đó, cái video hướng dẫn thì thường thường là mình phải làm sao để cho nói làm sao cho các bạn hiểu nè, các bạn làm theo được. Nên là mấy ngày nay Kit phải bứt tóc rồi móc mắt tùm lum tùm la luôn, mình mới suy nghĩ ra cái cách để mà diễn đạt cho các bạn hiểu đó. Nên là nó hơi lâu một chút, các bạn thông cảm với mình nha. Thì ở hôm qua hôm kia gì đó có một số bạn nhắn tin hỏi với Kit là khi mà các bạn đã mua nick ở trên shop của Kit rồi á, thì các bạn đang nhập vô thì cái Facebook nó kêu mình là nhập cái mã gì đó. Thì cái mã đó là mã code nha mọi người. Rồi ok, thì nói chung là có gì không hiểu thì các bạn cứ email cho mình thì mình sẽ trả lời cho các bạn thôi. Thì nói chung là cái mẹo ném bom keo nhanh hôm nay đó, thì những bạn nào đã chơi lâu nè, hoặc là có xem những người chơi PC rồi thì các bạn sẽ biết cái mẹo này thôi. Và clip này mình làm chỉ dành cho những người nào mà còn ném chậm nha, chậm hơn PC, hoặc là cái độ phản xạ các bạn khi ném bom keo ra khi bị bắn đó, nó còn chậm đó, thì các bạn mới xem clip này của mình nha. Còn các bạn nào mà đã ném nhanh hơn PC rồi thì thôi, khỏi cần học nữa nha. Ok, thì cái thao tác mình ném bom keo sẽ gồm nhiều thao tác nha mọi người, và tương đối là phức tạp, nhưng mà khi mà các bạn đã luyện thành công rồi thì các bạn cực kỳ là pro luôn. Vì nó phức tạp nên là đòi hỏi các bạn phải tập luyện thường xuyên nha. Và cách tập luyện như thế nào đó thì một tí nữa Kit sẽ trả lời cho các bạn luôn nè. Thì ở trong bốn kỹ năng mà Kit đã chia sẻ cho các bạn đó là ném bom keo nè, rồi kéo tâm nè, rồi chạy nhanh nè, rồi thêm một cái nữa là nghe tiếng chân đúng không. Thì cái kỹ năng mà ném bom keo nhanh nó cũng giống như là kỹ năng kéo tâm thôi, nhưng mà khi mà các bạn đã học được kéo tâm rồi thì chắc chắn các bạn sẽ học được ném bom keo nhanh thôi nha. Nên là các bạn đừng có lo lắng gì cả. Và Kit nghĩ là khi mà các bạn đã luyện thành công cái kỹ năng ném bom keo nhanh này rồi thì cái việc mà các bạn solo lại M8N là chuyện bình thường thôi. Đấy, ghê không? Quá ghê đúng không? Nên là hãy xem hết video này của mình nha, đừng có tua nhanh đó. Thì để mà các bạn có thể là nhìn rõ thao tác á, thì mình đã chỉnh đậm hết tất cả các nút quan trọng lên hết rồi. Nên là các bạn có thể tham khảo nha. Và các bạn nên đặt cái nút bom keo này bên tay trái giống như mình nè, và cái nút bắn bên tay phải. Thì mình đặt bom keo nó sẽ nhanh và dễ dàng hơn nha. Các nút quan trọng thì mình có là nút bơm keo nè, nút bắn bên phải nè, nút nhảy nè, nút chạy và nút bắn bên trái nha. Tất cả là 1, 2, 5 nút nha mọi người. Thì đối với những bạn nào mà mới vừa chơi nè, hoặc là các bạn mới vừa tập kỹ năng này đó, thì các bạn cần thành thạo cái bước cơ bản này trước nè. Đầu tiên là các bạn hãy kéo nhanh nút bắn phải của mình lên và giật nhanh xuống nha, giật nhanh xuống đất. Tiếp theo nữa là các bạn ấn bơm keo bên trái nè, và tiếp đến các bạn thả nút bắn ra và ấn lại lần 2 để ném ra nha. Các bạn lưu ý nè, là từ khi mà các bạn kéo nút bắn phải của mình lên cho đến khi mà các bạn kéo xuống đó, là mình kéo một liền nha các bạn. Mình không có được thả cái ngón tay mình ra nha. Các bạn chỉ thả ra khi nào mà các bạn đã chuyển bom keo rồi thì các bạn thả ra và các bạn ấn lần 2 để mình ném ra nha. Thì các bạn có thể xem đoạn clip mà Kit làm chậm đây nè. Đây là clip minh họa nha, nên là Kit đã làm rất là chậm rồi. Các bạn cứ cố gắng là bắt chước mình thì các bạn làm được thôi. Rồi ok, nói chung là mấy ông hiểu chưa? Nếu mà mấy ông chưa có hiểu thì mấy ông nói cho tôi biết để mà tôi làm một video khác tôi giải thích thêm nha. Rồi nói chung là các bạn cứ tập cái thao tác này trước. Khi mà các bạn đã thành thạo cái thao tác này rồi thì mình sẽ kết hợp thêm một số thao tác nữa để cho cái cách mình di chuyển nó nhanh và mượt mà hơn nè. Thì thao tác full của mình phức tạp hơn thì nó sẽ bao gồm là đầu tiên là các bạn ấn chạy nè, sau đó các bạn ấn nhảy lên nha. Thì trong lúc nhảy lên mình sẽ kéo tâm luôn, kéo tâm bắn phải của mình lên xuống thật là nhanh. Và tiếp đến thì mình sẽ dùng tay trái để ấn chuyển bom keo nè. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ thả nút bắn phải mình ra nha. Sau khi chuyển keo xong thì mình thả nút bắn phải ra và mình ấn lại lần thứ hai để ném bom keo ra nha mọi người. Thì sau khi mà bom keo ném ra rồi thì mình tiếp tục là ấn nhanh nút chạy nè và chuyển súng. Thì chuyển súng xong rồi đó thì mình kiểm tra xem là súng mình nó còn đạn không. Nếu mà nó hết đạn rồi á thì các bạn thay đạn nhanh nha. Còn nếu mà còn đạn á thì mình sẽ vuốt sang bên trái hoặc bên phải màn hình đó để cho cái nhân vật của mình nó chạy ra khỏi bom keo nè và mình bắn tiếp nha. Mình chắc chắn với các bạn luôn là các bạn nghe mình nói xong câu hồi nãy là các bạn rối não liền. Đấy, nên là các bạn có gì không hiểu, không biết, không rõ thì các bạn cứ là comment bên dưới cho Kit biết nha, để Kit nghiên cứu và Kit trả lời cho các bạn nè. Nhưng mà
Cái cũng nói luôn là cái gì nó dễ quá thì ai cũng làm được, cần chi có người hướng dẫn đúng không? Còn cái gì nó khó mà mình làm được á thì mình mới hay được đúng không? Thì các bạn lưu ý cho Kit là khi mà các bạn thao tác thứ tự cái nút á thì mình làm đúng theo thứ tự Kit đã nêu nha, và làm thật là nhanh. Nếu không thì mình sẽ bị mất cái nhịp của mình và mình bị khựng lại ngay đó các bạn ơi. Thì để Kit nói như thế này nè, cho các bạn dễ hiểu nè. Thì các bạn để ý cho mình, hai cái bàn tay của mình là tay trái và tay phải nha. Thì tay trái các bạn sẽ có hai nút chính là nút chạy và nút bơm keo nè. Và bên tay phải thì mình sẽ có là bốn nút, bốn thao tác chính là mình sẽ kéo nút bắn phải của mình lên và xuống nè. Đó là một nha. Thứ hai là mình sẽ ấn cái nút bắn bên tay phải lần thứ hai. Thứ ba là mình sẽ chuyển súng và thay đạn nè. Và thứ tư là mình sẽ vuốt màn hình sang trái hoặc là sang bên phải để cho nhân vật nó chạy ra nè. Đấy, nó như vậy đấy. Rồi ok, thì cái thao tác quan trọng nhất khi mà các bạn ném bom keo thật là nhanh á là các bạn phải kéo tâm cái nút bắn mình lên và xuống thật là nhanh nha. Thì đến cái khúc này đó, các bạn sẽ có nhiều bạn là thắc mắc là tại sao mình lại phải kéo nhanh nút bắn mình lên và xuống nè. Thì khi mình kéo nhanh nút bắn mình lên thật nhanh á thì cái tỷ lệ đạn vào đầu ở những viên đầu tiên là cao hơn rất là nhiều nha mọi người, và dễ headshot đối phương hơn. Và khi mà các bạn kéo nhanh nút bắn lên á thì các bạn sẽ tạo được một cái khoảng trống từ cái điểm dừng của ngón tay cái đó cho đến cái đáy màn hình của mình á, thì cái khoảng cách đó đủ cho các bạn có thể là giật cái ngón tay của mình xuống đáy này và kéo cái bom keo mình về sát nhân vật của mình đó. Thì lúc đó cái bom keo nó sẽ chắn sát người nhân vật nha. Và có một cái lưu ý cực kỳ là quan trọng ở đây luôn nè, là để cho tốc độ mình kéo tâm lên và xuống nhanh nhất thì cái độ nhạy của mình phải cao nha mọi người. Càng cao thì mình kéo càng nhanh, và kéo càng nhanh thì cái bom keo ra càng nhanh nha mọi người. Thì cái độ nhạy của các bạn đó, các bạn lưu ý là đừng có chỉnh về không nha. Bởi vì khi mà các bạn chỉnh về không á thì thứ nhất là nó giảm tỷ lệ headshot của mình nè. Thứ hai là mình di chuyển rất là chậm, rất là khó khăn. Và thứ ba là mình ném bom keo ra rất là chậm luôn. Bởi vì các bạn nghĩ đi, độ nhạy thấp thì lúc mình đẩy cái nút bắn lên á thì cái tâm nó sẽ không lên nổi, nên là mình sẽ không có kéo về được nha mọi người. Thì Kit nói cái này để cho những bạn nào chưa có hiểu thì các bạn sẽ rõ nha. Bởi vì các bạn cứ nghĩ là độ nhạy không quan trọng và các bạn chỉnh về không thì mình vẫn chơi tốt được. Nhưng mà thực ra nó hoàn toàn ngược lại nha các bạn. Độ nhạy cực kỳ là quan trọng, và đối với Kit thì nó quyết định 80% việc mình có chơi hay không nè, và mình có xử lý tốt tình huống hay không. Rồi ok, bây giờ Kit tóm lại cho mọi người những lưu ý quan trọng nè. Đầu tiên là các bạn cần phải ấn thật nhanh vào nút chạy và nút chuyển súng sau khi ném bom keo xong nha. Và cái lưu ý thứ hai là hãy kiểm tra đạn và nạp đạn lại trước khi mà chạy ra bắn nha mọi người, để tránh trường hợp là tự tin quá rồi xong rồi chạy ra bắn bùm chéo xong rồi không có viên đạn nào hết, thấy chết queo luôn nha mọi người. Và cái lưu ý thứ ba là cái mà các bạn hỏi mình rất là nhiều nè, là khi mà các bạn đang ở trên không đó thì mình sẽ không thể chuyển súng và chuyển bơm keo được nha. Các bạn nhảy lên, các bạn phải chờ cho nhân vật của mình nó tiếp đất thì mình mới chuyển sang súng cũng như bơm keo được nha mọi người. Rồi cuối cùng là cái quan trọng nhất nè mọi người ơi, đó là cái wifi của mình nha. Thì wifi nó quy định là 60% cái việc ném bơm keo nhanh của mình nha. Hồi nãy giờ mình nói là kỹ năng thì nó chỉ quyết định là 40% thôi. Wifi mà càng mạnh á, pin càng thấp thì mình ném ra càng nhanh nha mọi người. Và mình ném ra nhanh nhất khi mà cái pin của mình ở dưới 20 nè. Còn cái pin mà 2000 thì sao ta? Pin mà 2000 hả? Thì chắc đi bán muối xong rồi mới ra đó các bạn ơi. Ok, thì nói chung đây là cách mà Kit ném bom keo nè mọi người ơi. Và nếu mà mọi người thấy video này của mình hay á thì nhớ là ủng hộ cho Kit bằng một comment nè, một like nè và một chia sẻ nữa nhé. Khi nào mà Kit ném nhanh hơn á thì có cái mẹo hay hơn thì Kit sẽ làm video tiếp nè để chia sẻ lại cho mọi người nè. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Goodbye.